Nào nào chị nó. Nói tí mình ăn cơm về rau gì? Rau gì? Mấy cô cháu ngồi canh nồi canh à? Xin chào mọi người. Chào mọi người đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Cao Nguyên Đá. Hiện tại thì em Úy đang chuyển đến nhà em Gia. Món quà khủng quý cô bác ạ. Nội dung video trước ấy thì quý cô bác cũng biết rồi. Vợ chồng em Gia thì đang ở viện. Thì hôm nay em Úy cũng vào. Một phần là để chuyển món quà này đến tay các cháu, cái em, gia đình em. Bây giờ thì cũng chập tối rồi các bác ạ. Thế là các cháu cũng ở nhà thôi. Trời! Trời! Không thấy bạn nào thế này. Cô chào tổ mau, chào các bạn. Mấy bạn đang làm gì đây? Các cháu đang làm gì ấy? Anh cho đâu? Anh cho đâu? Tủa? Anh cho đâu? Đi xuống đây hộ cậu Ý phát gạo với. Em Ý sẽ nhờ sự hỗ trợ của các cháu. Đi. Cho một khoa từ rồi. Hả? Chạy nhanh thế. Chờ cô đã. Chờ cô cởi dây đã. Cháu chào bà. Ừ, bỏ. Vác được không? Bạn này thì vác được, chở vác được không? Chở vác được à? Tủ mau vác được không? Cái thứ. Tủ mau vác được không? Giờ vác tốt nhỉ? Nào chở. Đâu rồi? Cho đâu rồi? Cho đi đâu rồi? Cho đi đâu rồi? Cái thứ. Mama mù đấy nhá. Mình phải chặt thân vào tôi luôn à. Vâng. À, A Chi nhỉ? Luôn đi là Hải A Chi à? Thank you.
của mau. Đây không gió. Anh em ơi, một chai đi. Em. Em bé một chai đi. May quá có đoàn quân kiến tha hộ về các bác. Quý cô bác ạ, lúc sáng thì em Úy đi làm đi qua thì cũng có rẽ vào thăm các cháu. Thì cũng có dặn cháu Do là cháu cho là dọn dẹp, rửa bát. Thì bây giờ vào thì cũng thấy rửa sạch sẽ hết rồi. Anh cho đi chơi ở đâu con? Cho một khóa tử rồi. Chờ. Chờ một khóa tử rồi. Tổ mau. Em chờ đi đâu rồi? Bạn chờ đi đâu? Chờ một khóa tư. Cái kẹo của cô, cái kẹo cho. À, chờ đi gọi cho. Đâu rồi? À, sáng nay cụ Ý vào bảo con đi học à? Tụi mau đi học à? Tụi mau mua cần tơ à? Dạ. Dạ á? Học lớp mấy rồi? Lớp 1. Cháu học lớp mấy? Cháu học lớp. Cháu học lớp. Đúng rồi, giỏi quá. Học cô nào đấy? Cô nào chủ nhiệm con? Cô Hòa. Học cô Hòa. Đi học có vui không? Vui. Vui à. Thanh niên năm nay là bắt đầu vào lớp 1 rồi các bác ạ. Thế tối nay ăn gì được? Tối nay ăn gì được? À thế thôi, quay ra đây cô ý bảo. Ra đây. Bạn cho thì cũng cho với chở với em bé thì cũng ấy rồi. Thì cái phần quà này ấy, quý cô bác ạ, thì trước khi đi vào thì em Uy cũng có gọi cho em Dia, cũng có báo với em ấy là cũng có một món quà của chị Trần Thị Mỹ Duyên ở Trảng Bom, Đồng Nai. Chị có gửi đến gia đình suất quà là 2 triệu đồng. Thì chị cũng có dặn team là mua cho em Dia một tạ gạo, 100 cân gạo ạ. Thì hôm nay em Uy cũng mua 100 cân gạo. Còn lại thì chị có dặn là trao lại tiền thừa cho em ấy. Thì 100 cân gạo này là trị giá 1.450.000. Thì cái phần 2 triệu đấy thì còn dư 550.000 nữa. Thì cái đấy thì em Dia thì cũng đang ở ngoài viện trông vợ với con rồi. Thì vào đây thì chỉ có trẻ con ở nhà thôi. Thì em Úy cũng xin phép là cái phần tiền mặt ấy thì em Úy sẽ trao cho em Dia. Thì bây giờ nhà mình sẽ cảm ơn cô Trần Thị Mỹ Duyên nhá. Cô Duyên nhá. Nào, nghe hiểu gì không bạn Tủa? Hả? Cô Hải Bác Hà Chi hiểu? Hải so sinh nhá. Nhá. Nào, Chúng cháu Cảm ơn cô Mỹ Duyên. Cô Mỹ Duyên Đã gửi phần quà Hỗ trợ cho gia đình cháu. Chúng cháu cảm ơn. Dạ vâng. Lẽ ra thì em Úy sẽ chờ em Dia nữa. Có người lớn ở nhà thì mới mang vào. Nhưng mà hôm nay em Úy, em Dia cũng có chia sẻ lại là nhà cũng hết gạo ấy quý cô bác ạ. Nên là em Úy thôi thì tiện thể chuyển vào thì em Úy chuyển luôn một thể luôn. Thì bây giờ thì em Úy cũng xin phép thay mặt gia đình em Dia gửi lời cảm ơn đến chị Trần Thị Mỹ Duyên ở Trảng Bom, Đồng Nai đã gửi đến phần quà là 2 triệu đồng cho gia đình ạ. Em xin cảm ơn. Thế bình thường bây giờ thì tối nay thì ai nấu cơm cho con ăn? Từ từ ua mọc của nó. Ông à? Ông đi đâu rồi con? Cô Ý có thấy ông đâu? Ông mua kho từ rồi. À, ông ở bên nhà. Thế là tí nữa là sang bên kia ăn cơm hay là ông nấu ở đây? Ua nhân đi ua, nhân đi ua mỏ à? Hả? Dò á? Thế thì giờ này vẫn chưa nấu cơm á? Thế con biết cắm cơm không? Bao ua mỏ chị bao? Bao, thế thì bây giờ mình sẽ dùng gạo này luôn để cắm cơm nhá. Con cắm cơm nhá, cô hướng dẫn nhá.
Cái phần gạo này thì tí nữa em Úy sẽ cất lại vào chỗ ấy. Tí nữa cất tạm ở đây, để mai em Ria tranh thủ về thì em ấy sẽ cất lên trên gác cùng cô bác ạ. Loni nào, bây giờ bạn biết xách nước không? Bình thường mang nồi xuống dưới kia xách nước hay như nào? Mang xô đi xách nước đúng không? Tú mau bao qua mỏ chị bao? Chị bao á? Đấy cho bạn nô đi xách nước. Xem nào, tú mau xem nồi nào, xem nồi bẩn không, đi rửa nồi đi nào. Nào, tú mau ga mù rua. Rửa tà đi. Mạ ạ, tổ mau mù rua. Sợ gì đấy? Sợ gà à? Gà đang nuôi con nhỏ. Tiểu mau sợ à? Đấy, con đưa nồi cho anh. Em sẽ chia sẻ đấy, pê tỉa 3 bát. Cháu nấu 3 bát gạo. Tôi cho chị mủ, chị ấy à, không đến à? Bạn cho anh cho không về à? Chị lò à? Mủ kho tử chị lò. Tò tụi em bé. Tò tụi em bé. Nó rau ai chi nó? Nôi tí mình ăn cơm với rau gì? Rau gì? Hả? Nó rau à chỉ? Nó tao á? Nó tao là cái gì nhở? Em quay phim. À, ăn cơm với bí. Như thế là nhiều nước ra con. Lau bằng cái gì đây? Đại ca lau bằng cái gì đây? Không có rẻ à con? Lấy cái rẻ về lau. Đây này, cái này này. Anh cầm cơm quen rồi. Nhưng mà là chắc là bình thường là không có người lớn nhìn là sẽ dùng quần áo này để lau luôn các bác ạ. Đây, cậu ý xem nào. Cái này con mang treo ra chỗ để rẻ. Tụi mau bao ua chị bao. Tụi mau có biết cắm cơm không? Đâu bí đâu con. Bây giờ ai nấu canh cho nào?
ai nấu canh cho con đấy? Tôi từ ua rau pu nó hả? Giả giờ này ông vẫn chưa sang thế có được cơm không? Ông vẫn chưa sang mò pla chỉ mò mò ui trời chở. Tắm chưa các bạn, tắm chưa, thay quần áo chưa, tắm chưa chở? Rua che chỉ đâu rua la thật không? Đâu cố ý xem nào, xem tay bạn chở nào. Được, bạn này không nghịch bẩn nên là chân tay sạch sẽ. Thay quần áo chưa con? Có nhớ mẹ không? Có. Tùa mau nhớ mẹ không? Tùa. Tùa. Anh Nô có nhớ mẹ không? Nhớ bố không? Nhớ. Thế Tùa mau có nhớ không? Nhớ anh Dung không? Ơ chị Pau à, chị ơi, thanh niên này chán đời quá. Càng ngày không biết nói tiếng phổ thông rồi. Đi học lớp 1 rồi đấy anh ạ. À bạn chở cũng học lớp 1 phải không? Chở học cô nào? Cô giáo tên là gì? À cùng một lớp à? Học cùng lớp luôn. À, bây giờ thì em Úy sẽ chờ thêm một lúc nữa xem các cháu sinh hoạt như thế nào. Tại vì là các cháu nói là tí nữa ông sẽ sang nấu cơm cho ấy, nên là sang nấu canh ấy, chờ xem là bình thường thì gia đình sinh hoạt như thế nào ấy ạ. Em Úy nấu thì cũng được thôi, nhưng mà để xem là những lúc mà bố mẹ vắng nhà thì các cháu sẽ phải làm như thế nào ạ.
Đây này, gà bé vào nhà hết rồi đây này. Do mở cửa nên là gà vào nhà. Nôi, lúc này con bảo là ăn cơm với Bí đâu? Bí đâu? Nó à chi? Rau à chi? Hả? Rau đâu? Rau đâu? Rau đâu? Quả Bí đâu? À ô, đâu xem nào, em bé. Ô, ở đây có sẵn một nồi Bí rồi. Đây rồi, sẵn một nồi Bí. Cái này là chắc là ông nấu cho đây. Bây giờ nấu lại lên à? Nấu lại lên à Nô? Nô? À nấu à? Đây để cô Ý bê cho. Cái này là ông nấu cho con đấy à? Hay là con tự nấu? Con tự nấu đấy à? Chắc là nấu từ trưa, nấu hẳn một nồi to luôn. Mấy cô cháu ngồi canh nồi canh à? Nóng lắm, ngồi lui ra đi. Ngồi lui ra, ngồi lui ra một chút. Nóng như thế này. Thế anh cho còn đau tay không? Không đau à? Chở tí ra huyện với mẹ không? Mù huyện mẹ không? Đi với mẹ không? Chị Mù à? Sao không đi? À mẹ không cho đi à? Mẹ ở viện nên là ở đấy không có chỗ ở đâu. Có cả anh Dung nữa. Anh Dung mo mo mà. Chị Mù xin đấy nhá. Không đi chơi, đi học về là con ở nhà nhá. Không đi chơi vào chỗ cỏ kia là có nhiều ong lắm, nhớ chưa? Mùa này nhiều ong. Hôm qua ra viện thăm hai mẹ con thì em Uy cũng thấy là rất là nhiều bệnh nhân toàn là bị ong đốt ấy. Cái này cất ở đâu con? Cất ở đây à? Bạn nào đói cơm rồi? Có bạn nào đói cơm chưa? Tố Mau. Tố Mau đói cơm không? Không. Không á? Không. Nhớ nhá, nhớ là không nhá. Em đói cơm không em? Em bé đói cơm không? Vất vả trong cái giao tiếp với các cháu mà chưa biết nhiều tiếng phổ thông các bác ạ. Các cháu là có vẻ là cũng nghe được, nghe hiểu được rồi nhưng mà không nói ra được ấy ạ. Chờ một tí nữa là có cơm ăn rồi nhỉ. Đâu cậu đi xem nồi cơm nào. Trong này điện yếu nên là mãi nồi cơm còn chưa sôi ấy. Xuống để cho nó nguội. Cái này bây giờ còn lửa ấy, con đun nước uống đi. Đun nước uống đi. À, cái đấy gọi là gì nhỉ? Đê nhỉ? Cho nước vào ấm xong đun nước uống. Uống nước, phải uống nước sôi đấy nhá. Các bạn nhá. Không là đau bụng đấy. Buồn thế, buồn chịu buồn thiêu thế. Thank you.
chờ một tí cơm chín xong là nhà mình hôm nay ăn cơm với cái gì nữa? Có bí rồi có cái gì nữa? Nô. À đấy, anh Nô là anh đi dọn cơm ăn rồi đấy. Tố Mau có hộ anh Nô dọn cơm không? Có à? Con có biết dọn không? À, lúc nãy thì em ấy cũng có nhờ cháu chở đi gọi cháu cho về ăn cơm. Nhưng mà đi thì cũng không thấy về, vừa rồi thì nhờ cháu Tủa Mau với cháu Nô đi tìm thì bảo là không thấy em ấy đâu. Hai bạn này đang bảo là đói rồi nên ăn cơm. Còn em bé thì lúc nãy em úy thấy đi vào ngủ rồi ấy. Không biết gọi dậy liệu có dậy ăn cơm không. Không gọi thì sợ đói. Đây. Ngủ ngon lành. Em bé ơi. Bé. Nó mỏ. Ồ, ngủ ngon như này. Ngủ này thì chắc là thôi tí nữa thì ông sang thì sẽ bảo ông cho cháu ăn sau vậy. Hai bạn này bảo đói à, cho ăn trước. Thế là nhà mình hôm nay ăn cơm với gì nhỉ? Ăn cơm với gì nhỉ? Với bí à, phải ông Nô? Đây, cái này để múc canh đúng không? Sới mỗi bạn một bát cơm thôi. Còn muôi to này. Đây đây, kia đây đây. Hai bạn đói rồi thì hai bạn ăn trước. Xong cô ý cũng xin phép đi về đây. Đây, cô ý lấy ghế cho con. Ôi, thế có mời cô ý ăn cơm cùng không? Mời cô ý ăn cơm cùng không? Pu, cô ý nào mỏ mà chị Pu? Chị Pu à? Pu à? Trời ơi, cô ý treo rồi, con ăn cơm đi. Thế hôm nay cô ý vào mà không mua gì cho các con có buồn không? Buồn không? À thôi đó thì ăn đi nhỉ. Cái này thì hôm nay thì em ý cũng vào thì mang cái phần xuất quà của chị ấy vào cho nhà em thôi. Thì cũng không nghĩ là các cháu ở nhà là không, bố chưa mua gì cho các cháu ăn. Thì cũng mong quý cô bác thông cảm. Tí nữa cô ý ra huyện nhá, cô ý sẽ bảo bố là mai vào thì mua thịt cho con nhá. Nhá. Rùa cay bố no nhá. Ơ các bạn không mời à? À quên à. Nào mời nhá. Chúng cháu mời. Chúng cháu mời. Các ông các bà. Các ông các bà. Các bác ăn cơm. Các bác ăn cơm. Rồi các con ăn cơm đi. Ăn cơm là phải mời nhớ chưa? Cháu Nô này cắm cơm khéo. Cơm ngon nhỉ? Nhìn bát cơm ngon dẻo. Cắm vừa nước luôn các bác ạ. Cái này thì tí nữa ông đến thì bảo ông cho hai bạn, bạn cho ba bạn nhỉ. Còn Pê Tù nhỉ, Pê Tù chưa ăn nhỉ. Ba bạn ăn sau với ông ăn sau. Ở ngoài thì trời cũng mưa rồi các bác ạ. Nên là chờ các cháu ăn xong thì em ý cũng xin phép là đi ra huyện. Tí nữa đi ra huyện với mẹ không? Đi ra huyện với cụ ý không? Mua huyện Uxi không? Tụi Mau. Mua mèo vàng không? Chịu. Như em ý đi bản thấy thì các cháu nhỏ ở đây thì cũng ăn quen kiểu như thế này rồi. Ở đây là còn các cháu là còn có bí ăn. Có lúc còn đi vào xóm thì có cháu thì ăn cơm chan nước lã với muối.
nhìn xót ruột luôn các quý cô bác ạ. Nhưng mà các cháu ăn ngon lành. Ngon không nấu? Ngon à? Bê bát lên, một tay cầm bát lên, ra lô tị rồi. Đúng rồi. Thì nó sẽ không bị rơi vãi. Dậy ăn cơm đi con. Nó mỏ đi. Sao nó mỏ? Nó mỏ mà pu. Nó mỏ tà mà pu. Hử? Sao nó mỏ tà mà pu? Nhanh, đi ra đây nào, cụ y bế. Bế con ra ăn cơm nào, đi. Nó mỏ đi. Chị no à? Thế thì ông cho con ăn sau nhá. Ngủ ngon lành lắm. Ho nên tỉnh đấy. Ủa, ăn xong lên giường luôn á. Cho ăn xong một pư luôn á. Hả? Trời mưa rồi. Ra đây cô ý hỏi xem nào. À nô chứ. Cô ý lại nhầm tên nhỉ. Con ăn no chưa? Con no chưa? Ăn no chưa? No. No rồi à? Bạn tưởng mau ăn tốt hơn. Thế tối ngủ với ai? Pư cộng tu từ. Hả? Hả? Cứ cộng từ từ. Ông à? Tự ngủ ở nhà luôn á? Ông à? Ông. Nói thoải mái lên xem nào. Ông. À tí ông sang ngủ cùng. Trời mưa nữa nên là Thấy mưa to to nên là cũng hơi bối rối đúng không? Ăn xong xong các bạn ở nhà chờ ông nhé. Ừ, cậu ý đi về nhá. Ừ. Anh Tuấn ngon lành nhỉ. Đứng lên được má, con đứng lên được má. Ôi cái bụng. Hơi bối rối nhỉ. Trời đang làm sao nhỉ? Trời đang sao? Trời mưa, phải không? Phải trời mưa không? Phải. Phải. Nào, bây giờ cô ý hỏi nhá. Cô ý hỏi nô nhá. Thế bố con tên là gì? Bố tên là Mai Mỹ Duyên. Đúng rồi, mẹ tên là gì? Mẹ Mai. Vâng, quý cô bác đi học gần như là các cháu là khi mà hỏi tên bố mẹ thì chỉ cần hỏi thôi là kiểu gì cũng biết trả lời luôn mà trả lời rất là nhanh luôn ấy. Nhưng mà nói chuyện thì có vẻ hiểu. Cụ ý nói chuyện con có hiểu không? Con có nghe được không? Ôi giời. Thành niên. Ăn xong không? Con đi rửa mặt đi nhá. Rửa mặt rửa tay đi xong tí mới đi ngủ nhá. Rửa mặt rửa chân tay. Rửa tề rửa tơ đi. Xong là mới một bữa nhá. Mặc một bữa nhá. Ừ.
ăn xong rồi à con? Đấy, con rửa chân tay đi. Nào, Tổ Mong ngồi đây nào. Anh vất vả nhất đấy nhở. Anh cho thì anh bị ong đốt một vào một bên tay nên là từ sáng giờ là anh cứ trốn suốt, sợ cô ý đưa đi viện. À, hôm nay thì em Úy vào cũng để một phần là để chuyển phần quà đến cho nhà em Ria, và cũng là chia sẻ cái cuộc sống khi mà sinh hoạt khi mà các cháu vắng bố mẹ. Hiện tại thì thời tiết thì cũng trời cũng ở ngoài trời thì cũng đang mưa rồi, mà cũng tối rồi, các cháu ăn xong rồi thì em Úy cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý cô bác trong những video tiếp theo ạ. Nào, cả nhà mình chào các bác nhé. Nào, chào mọi người đi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ. Cô ý đi về nhá. Xong con rửa chân tay xong là tí nữa con chờ ông. Con chờ ông xong là ông sang thì ông cho các anh chị cái ăn nữa xong là đi ngủ nhá. Ở nhà ngoan nhá. Không đi chơi đâu nhá, trời mưa rồi không đi chơi đâu nhá. Chào cô ý đi. Chú cháu chào cô. Ừ, Tổ Mau nhá, xong rồi rửa chân tay đi nhá. Cô ý đi về đây. Nhá. Bye bye nhá.